Rồi, thầy có một số cái hình như thế này. Mấy em coi sơ qua ha, cái kỹ thuật của người ta. Köln, Medienhauptstadt Deutschland. Đây, ha, mấy em coi thấy người ta ăn gian ha, người ta xóa cái phông xanh đi và lấy một cái background ảo người ta đặt lên trên đó. Bây giờ mấy em nhìn thấy, mấy em sẽ thấy nè ha, ở trên này người ta đã thay cái background khác rồi. Đấy, trong khi đó thực tế là họ đang ngồi trước một cái bàn ghế bình thường và cái nền xanh bình thường phỏng vấn như thế này. Đây là phim trường ha, đây là phim trường của đài truyền hình, hoặc là một MC đứng nói nào, thì khi mình quay là nó sẽ lên, nó xóa cái phông đi, thì cái đó là do cái phần mềm xử lý của đài truyền hình thôi, còn mình là phải xóa theo cái dạng của Premiere ha. Đây, mấy em coi sơ qua một tí. Đấy, MC nó là như vậy đó. Lúc này mình có thể thay nhân vật đó đứng bất kỳ ở đâu chứ không phải là trong phòng ha. Tùy theo cái mức độ setup ánh sáng của mình. Cho nên là nhiều khi mình cứ tưởng là phỏng vấn trực tiếp ha. Thực ra thì không phải là phỏng vấn trực tiếp. Hoặc là một cái cảnh như thế này. Đây. Thì đây ha, những cái cảnh như thế này thực ra tất cả đều là dựng trên phông xanh á. Mấy em thấy cổ động viên không? Mấy em coi mấy chương trình game show của mình đó, toàn là chỉ một vài người qua que như thế này thôi. Đấy, rồi sau đó nó sẽ thành như thế này ha. Mấy em bây giờ mấy em sẽ thấy công việc làm nó rất là đơn giản, nó không có cần gì cả, đúng không? Bây giờ mấy em mướn một người hoặc là mấy em tự thay người rồi để trên phông xanh và cắt ra, cuối cùng thì nó thành sản phẩm này ha. Rất là nhiều này nha. Đây, thì cái này là lấy nền trắng đen. À, phim điện ảnh thì cũng vậy ha mấy em. Đây, người ta có những cái phim trường rất lớn trên nền phông xanh như thế này rồi dựng lên đấy, và trên nền phông xanh người ta đánh dấu tích kê ở đây ha, người ta đánh những cái dấu để xác định là camera nó di chuyển từ đâu đến đâu. Thì những cái này đến học After Effects thì mấy em sẽ dựng và cắt cắt như thế này. Đấy, mấy em coi người ta thay nhân vật ha. Thì mấy cái này trên Behind the Scene ha, thì mấy em lên search Behind the Scene thì rất là nhiều. Rồi sau đó mấy em có thể kiếm những cái sọt ha. À, mấy em thấy rất là khủng khiếp không? 3D với người ha. Đây là cảnh một cái con trên nền xanh. À, thấy người ta combo nhân vật mình tưởng như thật ha. Đấy là con 3D. Đây, có một người cầm cái đầu đấy như vậy đó. Và hai người giằng co, cuối cùng là ra cái con trâu như vậy. Nên là mấy em muốn tìm hiểu về cái này thì cứ lên trên mạng gõ chữ behind the scene là ok. Rồi, ở đây thầy có lên mạng thầy search một số cái screen ha. Rồi mấy em muốn đứng dưới tuyết nè. MC mà muốn đứng dưới tuyết rất là dễ không? Rồi đấy. Một đoạn, đây cũng có một đoạn. Mấy em lên mạng kiếm một cái gõ chữ screen green ha là ra. Rồi, bây giờ thầy sẽ lấy cái sọt thầy để vào. Vào đây. Và lấy một cái sọt background ha. Vào đây. Rồi, việc đầu tiên của mình là vẫn cứ format ha, tạo cái sequence như thế nào. Đây, bắt đầu mình tạo một cái sequence mới. Format phim của mình là cái gì, mình muốn bao nhiêu tùy mình ha. Mình phải xác định được cái sequence mới này ha, sequence mới này. Rồi, bỏ cái video screen này vào. Ok. Nó hỏi thì mấy em nhớ skip ha. Nếu mấy em chọn trend là
nó sẽ lấy đúng cái format của cái video này. Đó, cái video này nó hơi nhỏ thì mình có thể scale nó lớn lên ha. Thì thường sau này những video đều full HD cả. Sau đó mình set frame nó ha, lớn lên. Rồi, đây là cái video có nền xanh. Vậy, mấy em xem ha. Để làm được cái hiệu ứng tách cái nền xanh này thì mình vào effect, vào video effect. Ở dưới này nó có cái chữ keygen ha. Keygen ở đây. Và mấy em chọn ngay phía dưới của cái chắc mắt key hôm bữa mình học đó là unchain key. Kéo thả nó vào cái video đây. Ha. Thì lúc này muốn tách được cái nền xanh á, thì mình phải mở cái effect này lên để mình chỉnh cái hiệu ứng ha. Đây, unchain key ha. Rồi, trên này rất dễ sử dụng, mấy em thấy cái cây hút mực, chọn nó vào hút vào cái nền xanh ha, là nó mất đúng không? Nó sẽ mất cái nền xanh ngay. Và lúc này nó là trong suốt ha. Bây giờ mình đẩy nó xích lên. Để mình ở dưới mình còn bỏ cái nền nữa ha. Bây giờ mình bỏ cái background vào. Rồi, cái background mình cũng set cho nó full. Đây. Này mình lấy cái khúc nào đó hay hay ha. Mình để phía sau. Rồi, ở đây mình không muốn nghe tiếng, mình tắt tiếng đi ha. Quên, sorry, cái này là thu. Đâu rồi? À, slow. Mỗi lần nó có cái tắt tiếng đâu rồi. Cái này là khóa. Không có thì thôi kệ nó, để nó đi. Bây giờ mấy em nhìn thấy à, nhưng mà mấy em nhìn kỹ thì thấy vẫn nó gọi là không có chính xác, đúng không? Thứ nhất là cái người này quay trong studio thì ánh sáng nó không có được như ngoài trời ha. Thứ hai là cái nền xanh này nó vẫn còn sơ sơ ở đây, đúng không? Cho nên là mình cần phải xử lý nó cái đã, rồi sau đó mình mới tính tiếp. Bây giờ mình chọn lại cái nhân vật, sau đó mình chỉnh ha. Mình phải chỉnh. Việc đầu tiên là gì? Tắt hết mấy cái khác đi, chỉ chừa lại cái unchain key này thôi ha. Phía trên này nó có cái phần composite output á, mấy em có thể chọn qua alpha ha. À, đây alpha là cái nền trắng đen này nè, thì cái nào đen là nó xóa đi, cái nào trắng là nó giữ. Thì mấy em thấy cái này nó còn dơ nè, những cái này là còn dơ ha, thì mình phải chỉnh ở đây. Mask General ha, này cái tổng quát cơ bản nè. Ở đây nó có highlight shadow thì mình chỉnh highlight shadow ở đây là thấy nó sẽ ổn ha. Bung cái này ra cho dễ kéo. Đây. Đây ha. Rồi chỉnh phần này. Mấy em sẽ thấy nó có khác cái gì. Đấy, bây giờ thấy nó khác không? Cái phần shadow mấy em tăng lên là nó sáng, kéo xuống là nó tối ha. Thì mình kéo giảm xuống một tí cho nó mất đi ha. Còn cái phần highlight này để bình thường ha. Còn nếu mình tăng nữa nó sẽ sáng lên lại ha, tăng lên lại sáng lên lại. Đấy, nó này là bị dơ. Tại sao nó dơ? Bây giờ mình đưa lại phần composite nè. Mấy chỗ này nó sẽ bị mờ của cái hình của người ta ha. Mấy em kỹ, nhìn kỹ sẽ thấy cái đốm mờ nằm ngay đây nếu mình để cái màu trắng ha. Cho nên là phần này phải giảm xuống, tắt ở đây. Như vậy là mình chỉnh tương đối nó sạch cái background. Sau đó mình mới chỉnh tiếp ha. Mình phải chỉnh tiếp một số cái mask clean up. Ở cái phần này mình tăng cái contrast này lên một tí. Để làm gì? Để cho nó bỏ bớt hình đi. Còn nếu mình tăng nhiều quá ha là nó sẽ mất hình. Đây nè mấy em nhìn nha. Đấy, thấy nó ha, nó có nè. Ha, hoặc là ở chóc ở đây. Mấy em sẽ thấy đường viền ha. Rồi mấy em muốn làm cho nó mềm cái đường viền thì tăng cái này lên ha. Mấy em thấy nó mờ không? Thì tóc nó cũng mờ theo ha.
như vậy là quá nhiều, thì mình tăng ít thôi, mình tăng làm sao mà mình cảm thấy nó đẹp ha. Cho nên là đây chỉ là một vài phần để trong cái cách chỉnh thôi. Này, kéo lên kéo xuống là nó đó đều ảnh hưởng, còn để mặc định của nó ha. Rồi mình chỉnh vừa đủ, đừng có để nhiều quá. Cái này là mặc định nè, cái này giảm xuống tí nữa ha. Bằng không là đúng nè, này lên tí. Đấy, mỗi cái mình đều phải chỉnh ha. Mấy cái này cũng vậy, rất là dễ và cũng rất là công phu, do cái mắt mình nhìn thôi ha. Nếu mấy em mà nhìn tốt thì chất lượng của cái hình nó sẽ đẹp hơn, còn nếu mà mấy em làm cho có thì nó sẽ khác ha. Đấy, nó lấy nè, mấy em nhìn kỹ ha, rất sạch nếu mình tăng cái này lên, nhưng mà nó sẽ mất nét. Cho nên là mấy em phải chú ý mình chỉnh vừa đủ thôi ha, mình chỉnh là mình cảm thấy nó hợp lý là được, đừng có để nó quá. Rồi bây giờ cái phần màu sắc vẫn chưa ổn thì mình sẽ chỉnh ha. Thì thường thường mấy em sẽ chỉnh highlight, shadow hoặc là contrast ha, hoặc là hue ha, chỉnh hue cũng được, sao hết. Bây giờ mình vào tiếp tục color, mình chỉnh cho cái này nó sáng lên ha, giống như hơi ngoài trời thôi, đừng có sáng quá. Có thể người ta đứng trong mát nhưng mà ánh sáng nó cũng phải mạnh ha, nó cũng phải đủ mạnh. Thì ở đây nó có nhiều kiểu chỉnh color mình ha, mình cứ chỉnh color bình thường, hoặc là nó có một cái kênh color bên ngoài rất là dễ nhìn, color này cũng được. À, mấy em có thể dùng Bright ha, bỏ vào đây rồi sau đó bật nó lên và chỉnh sáng tối, đúng không? Ồ, bỏ lộn, mình bỏ lộn vào đây, bỏ này ha. Đây mình chỉnh làm sao mà vừa thôi ha, đừng có để nó cháy ở phía sau, là background nó nằm có thể là ngoài trời ha, còn cái này mình có thể là đứng bên trong mát chẳng hạn. Rồi từ cái vị trí này xong, bắt đầu mình mới chỉnh tiếp một cái nữa cho nó ăn với nhau. Hiện tại hai cái màu nó vẫn chưa ăn lắm ha, thì mình sẽ chỉnh thêm một cái nữa. Ở đây mình đóng lại, mình không sử dụng nó nữa ha. Cái print screen này là cái nhân vật, cái này là cái background. Bây giờ mình sẽ bấm chuột phải vào trong cái này, hoặc là mình vào đây new item ha. Ở đây nó sẽ có một cái adjustment layer ha, nó giống Photoshop á. Tức là cái layer này nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ cái phần layer bên dưới ha. Bấm ok, vào đây kéo nó ra, cái này mình cũng kéo nó thấp lại. Rồi cái video mình nó nhiêu đây ha. Mình chưa có chỉnh gì hết thì cái adjustment này không có gì cả ha. Bây giờ mình bắt đầu mới chỉnh nè. Đầu tiên là mình sẽ chỉnh màu cho nó ha, mình chỉnh màu cho nó. Thì để chỉnh màu mình bật cái màu ở đây lên ha, lumetri lên đây. Đây là một cái kiểu chỉnh màu, nó có bộ màu rất là mạnh. Mấy em có thể lấy từ thư viện ha, mấy em có thể lấy từ thư viện. Ví dụ như ở cái phần đây, mấy em vào trong lock nè, đây nó có một số thư viện, mấy em muốn gam gì kiểu gì thì mấy em chịu khó ngồi canh đã. Lúc bây giờ mấy em thấy nó bắt đầu nó giống nhau ha. Rồi đây thấy chưa, gam màu lên thì nó sẽ giống nhau, hoặc là mấy em chỉnh nó màu tái ha, ví dụ matrix đây ha. Bây giờ mấy em thấy nó ăn với nhau đúng không, cái nhân vật và cái này nó ăn nhau. Mấy em chỉ cần chỉnh sáng lại thêm một tí nữa
của cái nhân vật ở đây ha. Mấy em có thể chỉnh sáng thêm một tí. Cái này là do mắt nhìn mấy em ha. Đây, đấy. Bây giờ gần như là người ta không có biết mình đang dựng ha. Giờ mấy em coi. À, rồi. Thì mình có cái này và có âm thanh của này thì mình phải biết chỉnh lúc nào người ta nói lúc nào của âm thanh. Thì thường thường mình phải lấy cái tiếng của MC ha. Thường thường thì mình phải lấy cái tiếng của MC. Thì cái MC là cái này. Là cái này. Thì cái âm thanh của cái này mình phải canh cho nó nhỏ lại ha. Thì cái phần canh nhỏ lần trước mấy em đã biết rồi. Mình có thể kéo nguyên cái thanh này xuống cũng được ha. Đấy, kéo xuống như thế này là nguyên cái âm thanh ở đây nó sẽ nhỏ. Giờ mấy em coi. Have the company you are with. Đây, bây giờ mình nghe cái tiếng nó rõ hơn. Tell us about it. No, really. Rồi, mình muốn nó nhỏ nữa thì mình cho nó nhỏ nữa. Đây, lúc này mình nghe tiếng của MC. Black box insurance reviews are fast becoming one of the top black box insurance reviews. Và mấy em xem cái gam màu của mình ha. Gam màu của mình chỉnh nó như thế nào, hợp lý hay không. Rồi, ở đây có nhiều cách chỉnh ha. Đây là chỉnh về cái họ tạo cho mình ha, những cái họ tạo cho mình sẵn. Còn nếu mấy em muốn chỉnh tự do mấy em thì mấy em chỉnh ở đây ha. Những cái thông số này rất là dễ. Qua trắng hay qua đen ha, mỗi một cái này mấy em lít vào là đều giống Photoshop ha. Nào. Nó không có khác gì cả nha mấy em. Đấy, muốn chỉnh gắt nè, muốn chỉnh mềm lại nè ha. Đấy, mờ lại thì cái này là giống y chang như Photoshop, từng cái kênh ha. Mấy em cứ bung ra là nó sẽ giống như Photoshop, không có gì hết. Thì cái phần chỉnh màu mấy em nhớ ha, là mình sẽ nên bật cái này lên. Nếu mấy em đã không chỉnh, không thấy nó thì mình bật nó lên từ trong Windows ở đây ha. Bây giờ mấy em nhìn thấy cái video của mình. Need your help. À, nó rất là thật, giống như cô ta đang ở ngoài cái sân ha. But there is also the potential for abuse as this new technology rolls out. Rồi, mình xong cái phần tracking rinsing ha. Bây giờ mình coi còn cái gì nữa nào. Như vậy là của cái ngày hôm trước ha, mình đã xong hai cái. Còn một vài cái effect thầy cũng muốn nói luôn để cho mấy em biết. Ở đây nó có những cái effect mà sau này người ta hay sử dụng. Thí dụ như trên màu sắc ha, thầy bỏ một cái video khác. Thường thường cái này người ta hay sử dụng trong ca nhạc. Mấy em sẽ nhìn thấy là người ta dùng, người ta quay phim màu xong người ta cho nó thành trắng đen và chỉ chọn một vài cái ha, một vài cái có màu của nó. Ví dụ như thầy chọn, thường thì khi quay phim người ta sẽ làm rất kỹ về cái khâu setup ha. Mấy em coi cái video này. Ha. Toàn bộ là cái cây nó màu xanh, chỉ có cái bông hoa hồng là nó màu đỏ. Thì khi người ta quay phim cũng vậy, tất cả những cái diễn viên khác sẽ mặc chung một màu gì đó, và cái nhân vật chính đó sẽ mặc một cái màu cần thiết người ta cần giữ ha. Và bây giờ cách làm nó là như thế này. Thầy cũng tạo một cái project cho nó, cái sequence cho nó. Thì ở đây thầy muốn tạo đúng cái sequence ha, cái sequence. Thì mấy em kéo nó ha, thả vào đúng cái item ở đây là nó tự động nó lên một cái sequence đúng với cái kích thước của cái nhân vật này ha, của cái phim này. Đây, kích chính xác, mình không có cách gì cả. Rồi, em thấy không? Thấy màu đỏ ha. Thì phim nó sẽ, người ta hay cho cái nền này nè là thành trắng đen. Phim ca nhạc bây giờ người ta lâu lâu hay có một vài cái nhân vật nổi lên, nó đỏ lên hoặc nó vàng lên như vậy đó. Thì mình làm cũng giống như vậy. Mình sẽ dùng cái hiệu ứng video effect ha. Sau đó mình vào trên cái phần color correction ở đây. Và trong này mình chọn leave color đây ha. Rồi, chọn effect cho nó. Ở đây mình thấy có cây cọ hút màu ha. Thì nó đang chọn cơ bản là màu đỏ.
thì thầy để màu đỏ cho dễ nhìn. Thì toàn bộ cái cây này nó sẽ thành màu trắng đen ha. Đây, mấy em kéo cái màu lên. Em thấy ha. Rồi, cái màu đỏ này, những cái màu mà nó không đỏ chính xác, là nó không không có đỏ hẳn á, thì nó cũng sẽ mất. Và ở đây nó không có cho mình chế độ cộng thêm ha. Ở đây nó không cho mình chế độ cộng thêm. Nếu thường quay phim người ta sẽ để là đánh ánh sáng cái này nó đỏ tươi, thì người ta sẽ dùng đến hùi ha, hùi đây. Đây ha, nó sẽ lấy được cái bông ở đây. Và mấy em sẽ nhìn ha. Đây là một cái cách làm mà người ta biến tất cả thành trắng đen để chỉ để cái nhân vật chính nó nổi lên. À, là thí dụ đây là cái bông hoa. Đây là một cái cách mà người ta hay sử dụng trong MV sau này. Rồi một cái hiệu ứng nữa, đó là cái hiệu ứng chuyển động slow motion, hoặc là tạo giống mấy em coi mấy cái phim kiếm hiệp, phim chưởng đó, người ta luyện công đó, mấy em thấy đưa cái tay lên cái có hàng loạt cái tay nó đi theo ha, cái mờ mờ nó đi theo, thì mình đó là người ta gọi là cái hiệu ứng echo ha. Bây giờ thầy sẽ lấy một cái video thầy bỏ vào cho mấy em xem cái video đó đâu. Này, thử cái này ha, coi đúng không. Rồi bỏ vào, tạo cái riêng cho nó. Cái này là thầy test thôi. À đây, mỗi nhân vật đang biểu diễn phải không. Mình lấy một đoạn video, đoạn video nhỏ thôi, ngắn thôi, kéo đi đây, kiểm tra video ha. Đấy. Thì người ta nhảy như thế này, mấy em sẽ thấy cái hành động của người ta mờ mờ. Rồi, mấy em coi nha, cách làm hiệu ứng. Bây giờ mình muốn biết, thí dụ như tình cờ mình nhớ cái tên thì mình có thể search ở đây cái hiệu ứng ha. Thí dụ như thầy search nè, thì chắc chắn là cái hiệu ứng nó sẽ nằm ở đường dẫn nào là mình sẽ biết ha. Echo. Đây, nó sẽ có cái đường dẫn ở đây. Đây ha. Mình sẽ lấy từ đây thả vào luôn cho nó nhanh. Nếu mấy em thuộc, mấy em làm quen ha video. Thì thường thường khi load cái hiệu ứng này lên, cái hiệu ứng này nó sẽ bị sáng. Lý do của hiệu ứng này sáng là do nó tách ra nhiều laser ha. Ở đây, đây là cái phần thời gian của laser. Rồi số của echo là mình có mấy mấy hình. Thì giờ mình muốn mấy hình thì mình tăng lên thôi. Ví dụ như ba hình thì trên này nó sẽ có ba cái hình ha. Mấy em nhìn kỹ mình sẽ thấy được vài cái hình trên này. Nhưng mà bây giờ nó sáng càng nhiều thì cái độ multi cái độ overlay nó càng sáng ha, thì mấy em bắt buộc phải chỉnh ha chiều sâu của nó và cái starting nó đây. Đây bây giờ mấy em thấy nè, nó có ha, nó có mấy cái hình rời ra nhau, nhưng cái khoảng cách mình quan trọng là cái khoảng cách nữa ha. Đây, mình bắt đầu mình nhìn nha. Đây mình kéo về thì mình sẽ thấy. Rồi ở đây cũng vậy nè, mấy em kéo về mấy em sẽ thấy nè. Rồi tăng lên nè. Mình canh làm sao cho cái hình nó đừng có bị hư ha. Đấy, lúc này là mình thấy ba cái hình trên này ha. Mấy em thấy ba hình không? Rồi tới cái phần echo này mình chỉnh. Nếu muốn ngược về phía sau thì mình kéo ngược về phía sau. À, mình thấy mấy cái tay nó rời ra không? Bây giờ mình tăng lên 4 hình ha. Thêm hình nữa thì nó sẽ sáng lên. Đúng không? Nó sáng lên thì mình sẽ giảm này xuống. Rồi, mình coi cái chuyển động nó sẽ ảo, ảo ha. Này, hơi rộng quá. Mình có thể chỉnh cái này lại .1, .2, chấm gì đó. Rồi bây giờ mình coi. Đây chưa, mình thấy có cái hiệu ứng rất hay. Hiệu ứng này chỉ có trên người kia thôi.
cái phần chỉnh thì mấy em cố gắng chỉnh làm sao cho nó đẹp ha. Có thể cho nó đậm lên tí nữa thì cái contrast này nó sẽ mạnh lên và mình thấy cái độ biểu diễn đó nó sẽ rộng ra ha. Còn mình không muốn nó rộng thì mình cho nó ngắn lại, khít lại tí đấy, mình sẽ thấy cái chuyển động nó rõ hơn. Rồi những cái này mà mấy em nào mà muốn luyện công theo kiểu của Trung Quốc á, và cứ ngồi đưa tay lên tập thể dục là nó sẽ có cái chuyển động giống như vậy.